Cậu ăn uống gì chưa? Để tôi hâm đồ ăn lại cho cậu ăn. Dạ thôi, con mệt quá, con không ăn đâu. Vậy hả? Quậy ngủ rồi hả chị? Dạ, thấy cậu cứ đi đi về về hoài như vậy, công việc suôn sẻ không cậu? Dạ, dự án lần này cũng hơi căng. Nhưng mà con nghĩ thời gian tới chắc là sẽ ổn thôi. Thôi, chị ra ngoài nha. Cậu không ăn, tôi đi xuống nha. Dạ. Cái đẹp quá nè anh. Dễ thương không dạ? Dễ thương. Nè, cười lên đi, em chụp hình cho. 2, 3. Cái mặt anh nè. Anh coi nè, hai cái dòng này đẹp không? Đẹp quá hả? Em thích giọng thì mình vào cửa hàng trang sức. Anh đủ tiền mua tặng cho em một cái thiệt mà. Kỳ cục, tự nhiên cái nói giá trị ở đây à. Hai cái dòng này tuy không có đáng tiền thiệt, nhưng mà em thích nó hơn là mấy cái dòng anh nói đó. Anh, dễ thương quá à. Nè, em sẽ mua hai cái, anh đeo một cái, em đeo một cái. Thôi đi em, anh thấy nó còn sao sao á. Có gì đâu, hai đứa mình yêu nhau mà phải đeo đồ cặp chứ. Hay là anh không yêu em đúng không? Đâu có đâu. Thì tại đó giờ anh đâu có đeo mấy cái này cho nên thấy nó kỳ kỳ. Có gì đâu mà kỳ, em thấy dễ thương mà. Kiểu này nó đơn giản lắm luôn á. Đeo vô dễ thương thiếu mồ luôn. Anh đeo đi ha, mai mốt anh quen xong, cái này nó còn đem lại may mắn cho anh nữa đó. Đeo đi, đi. Thôi được rồi, em muốn sao cũng được. Chị ơi, chị. Dạ. Bán cho em hai cái vòng này nha. Dạ, 50 đó chị. Dạ. Em gửi. Dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Nè, đưa tay ra. Đeo liền luôn hả? Kể từ bây giờ, hai đứa mình là một cặp.